Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem là một cây xương rồng thanh sơn đột biến nha các bạn, nên gọi là thanh sơn va. Đấy, đây là cây thanh sơn đột biến và đã lên màu nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là cây nó đã lên màu vàng và màu đỏ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, cây va mà lúc nó chưa lên màu thì nó sẽ có màu xanh và vàng nhẹ như thế này nha các bạn. Đấy, cây này thì nó chưa lên màu, chỉ có một ít ít đỏ đỏ chấm chấm ngay đầu những cái nhánh thôi. Thế còn cây này thì lên màu nhiều hơn một xíu này. Đấy, nó cả có cả màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Và khi cây nó lên màu nhiều thì nó sẽ là màu đỏ không? Màu đỏ rất là nhiều luôn. Và màu vàng. Màu xanh dường như là đã không còn nữa. Đấy, cây này thì những bạn nào sưu tầm xương rồng thì nên trồng một cây. Đấy, vì màu của nó rất là đẹp. Đấy, khi mình để nhiều nắng là nó sẽ lên màu. Đấy, còn thanh sơn bình thường thì nó chỉ màu xanh thôi nha các bạn. Đây là xương rồng thanh sơn mà không va, không đột biến. Đấy, cây chỉ là màu xanh thôi. Đấy, còn loại đột biến thì nó sẽ nhiều màu hơn. Đấy, giới thiệu với các bạn cây như thế này. Nếu bạn nào mà muốn sưu tầm thì có thể comment bên dưới, mình sẽ tư vấn liên hệ cho các bạn nhé. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Xin chào các bạn.